cũng làm đầy đủ hết, bị nói cũng có luôn. Nên những người con nào mà thấy mình thiếu bất như cái sự chăm lo của người mẹ, người con mới quý được người mẹ. Cũng như có những người con nào bây giờ ở đây không còn mẹ, những cô này không còn hồng cô mẹ con, thì lúc đó mới thấy rằng mẹ mình chính là chỗ nương của tinh thần chồng. Đúng không? Hồi đó má cũng phải để chồng, con có chồng đâu, bà gả ai bà gả đi, sao mà bà bắt tôi lấy thằng đó cãi gì vậy? Nói gì mà nó lấy lần mất liền dẫn thấy đi ra làm sao vậy, thì con phát hồ để cho mẹ dỗ. Bây giờ ai mà dỗ đó, ai mà chịu đó, đó má nói. Mà không còn người để tử, không còn người để mà nhõng nhẽo nữa, thì có biết mẹ chỉ là giác ngộ, người ta gọi là đã mất đã mưa đó, thấy không? Đã mất là đã nhớ, bây giờ không còn nữa mới thấy cha mẹ. Mà thầy nói với quý vị, người mẹ đã diễn cái tình thương, cho nên đó, mỗi ngày chúng ta đều được sống trong tình thương của người mẹ. Mà mất cái tình thương đó thì giống như chúng ta như con chim mà nó bị ra đàn ra không còn đâu có ấm, chúng ta phải chơi thế này. Vậy mà cái ngày nó được đấy năm nay thầy có nói người mẹ là cái người thương mình và lo cuộc sống của mình, gần gũi mình và chăm sóc mình từng ly từng tí. Nhưng mà nếu mà
không có những cái đánh đó, không những cái tái đó, thì quá lẽ chúng ta hư rồi. Vì chúng ta sợ rồi, chúng ta bị đăng lên, chúng ta bị trùng đập, chúng ta bị phạt. Nếu mình phạt thật, cắt nhau đối với mình, bởi vì là quá mỏng cái căn, tức quá mãi gì cũng không cho hết, là sao mà hài lòng. Cho nên đó, đối với chúng ta, người cha hình như có xương này, còn mẹ cũng lắm đúng không? Nhưng mà lớn lên, chúng ta có con rồi, chúng ta có dễ sanh, có dễ giận, có muốn hơi dở được ở Mỹ rồi, chúng ta đánh con của mình, đánh tàu cũng được hết. Mà vì con nó cũng vui quá, nó không nghe á. Rồi mà nó có biết không đó là để làm sao mà nó sao? Nó đánh rất là mà đi học có nói là ra nhiều khi có những người cha tức lắm mà không làm sao muốn nổi điên lắm đó. Nhưng mà tại sao cha mình nổi điên, tại sao cha mình tức? Bởi vì cha biết rằng cái việc làm của mình nó sẽ tạo cái hiệu quả, nó sẽ tạo sự sống thành công. Bây giờ lấy một cái vụ rất cụ thể thôi. Bây giờ nó chơi game có 12 vậy nó chưa phụ ông cha hút cái dây tôi ghét ra thì con hiểu không? Lúc dây ra ông cho chơi nữa là không? Lẫn nó chứ. Ông nói lẫn cành không? Nó ông cha có xin. Ông thương bằng mẹ, mẹ sao? Mẹ cho con chơi lại thì mẹ cắm vô rồi, cắm dây vô rồi. Còn cha thì cái gì mà cha không có mình khóc, cái gì mà cái đứa nhỏ này không bao giờ nghĩ là cha thích mình. Nhưng mà cha đang thương mình cái gì, cái khỏe cho mình không biết qua qua gì đó, không mất ăn mất ngủ mà có yếu không, có thiếu dinh dưỡng không, có thiếu sức khỏe không. Mà người cha thì đại diện cái trí tuệ cho người cha, cái gì cái tương lai của người con, nghĩ rằng nếu mà nó đi về hoài nó làm sao ra người, nó ham chơi quá thì làm sao nó thành công. Mà nếu nó không thành công mà mình đâu có lột ra thắng trời, cho nên bây giờ mình không răng nó, không nhắc nó, không có những thái độ quyết định như vậy thì nó hư, thì mai mốt ai luôn nó đây. Cho nên thầy nói người cha thì là đại diện, là người nhìn thấy trước tương lai của mình, người đón trước cái vận mệnh của mình, là người muốn cho mình đi theo một con đường tốt đẹp, hướng dẫn mình đến một cái thành công, nhưng mà mình lại không hài lòng. Cho nên trong ngày Như Lai Pháp Thai thầy nói thì khi mẹ thì rất là hài lòng với con, bởi vì mẹ thương con thì con thương mẹ, nhưng mà cha thương con mấy ai được con thương lại, bởi vì trong lòng nó nghĩ cha không thương lại, lúc nào cũng có cha, lúc nào cũng đề cập nó, nhưng mà cha dành những cái gọi là thái độ bất tính của con với mình, chịu đựng những cái gọi là nhìn sai lệch của người con đối với mình. Nhưng mà chỉ mong rằng cái thái độ đó, những cái hành động đó, sao mà nếu nó hiểu được thì nó sẽ thương mình mà thôi. Cho nên có người cha thì nói trong cái ngày phá đời đen, thì nói người cha cho có cả một tình thương, mà không phải cho tình thương một ngày, mà cho tình thương ở một đời. Bằng trí tuệ của mình mà mình lại không nhìn thấy điều đúng đó. Nhắc lại, người cha cho mình tình thương không phải một ngày với mẹ, mà người cha cho một mình tình thương cho một mình